À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình cho cái loạt video dòng game chiến tranh tưởng lực Lama 2. Mình là Chojo Go Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ bắt đầu với một chiến dịch mới. Một chiến dịch nói về các cái chiến binh Amazon. Đây các bạn có thể nhìn thấy Amazonia. Đây là một cái mod mà mình tải về để chơi cái chiến dịch này. Để nói qua đây. Nói qua bạn một chút về các chiến binh Amazon thì nó có đây, khi các bạn tải mod về thì nó sẽ có thêm ở phần Grand Campaign đấy, các bạn sẽ chơi được 3 phe phái của Amazon. Tùy nha, các bạn thích chơi phe nào thì chơi, nhưng mà mình muốn chơi cái map to này. Mình sẽ chơi cái map gọi là Thiên Hạ Sugo. Thực ra cái mod, cái bản gốc của cái mốt này nó là Siza ở Sigon, tức là chiến dịch của Siza ở nước Pháp ấy, vì này đấy. Nhưng mà do là chúng ta làm mốt nên là cái chiến dịch này nó sẽ làm tên nó là Helena ở Sigon với The Amazon, con gái của thần Ares, đó là thần chiến tranh theo thần thoại Hy Lạp. Và nó qua qua thế thôi, chúng ta sẽ bắt đầu trận chiến và có gì mình sẽ nói cho các bạn thêm trong khi em chơi. Các nữ chiến binh Amazon là những chiến binh trong thần trong trong cái thời kỳ Hy Lạp hóa. Họ là những chiến binh, nó cũng giống như Sparta, đó là một theo chế độ quân phiệt. Họ lấy chiến tranh làm sức mạnh, làm nền tảng. Nhưng khác với Sparta thì ở Amazon thì có các chiến binh là nữ. Nói chung là tất cả các cái công việc của một chiến binh thì là nữ, chỉ còn những cái công việc phụ mình không chắc, nhiều không chắc lắm, nhưng hình như là gần như không có đàn ông, hoặc là có đàn ông thì cũng chỉ để là để vấn đề khác thôi. Đấy. Có rất nhiều giai thoại và kể về những đội chiến binh này, nhưng mà thực sự không có di chỉ nào khẳng định rõ ràng là đã từng tồn tại có một cái đất nước như vậy. Tuy nhiên là có hay không có, hay là có chính xác hay không thì nó cũng không quan trọng. Nhưng chúng ta bây giờ thì hãy cứ coi rằng đã có những trong lịch sử nó tồn tại chiến binh như vậy, và chúng ta sẽ xem một giới thiệu của cái chiến dịch của cái DLC này. The Gauls. They would rather lie slain in battle than lose the freedom gained by their forefathers. Nếu bạn chơi cái map lớn ấy thì nó sẽ đánh trận lâu hơn và nhiều hơn, và có 3 phe phái của Amazon. Còn nếu các bạn chơi chiến dịch nhỏ thì chỉ có mỗi một phe thôi. Các bạn nhớ, nói chung là làm một cái video nó mang tính chất giới thiệu, mình chỉ lấy một cái mod nhỏ nhỏ để các bạn nắm được không. Nếu các bạn thích chơi cái map lớn cũng được, có điều map lớn thì mất thời gian xây dựng quản lý lâu hơn. Các bạn chơi cái map nhỏ này thì ít hơn, các bạn có thể merciless. Đánh đến đâu thì đến đó. Rồi, ok. Cái bộ phim chúng ta đang xem là cũng nói về Caesar ở Sigo. Một chiến dịch đã làm nên tên tuổi của Caesar. They must be divided, scattered, conquered. I will trade their blood for power. À, rồi cái bộ phim giới thiệu thì mình có nghĩ là không cần phải chỉ các bạn xem làm gì cả. Ban đầu vào thì các bạn có thể nhìn là chúng ta có một cái vùng đây, có hai cái vùng này là quản kiểm soát toàn bộ này, và là cái hai cái tỉnh. Còn cái tỉnh này chúng ta chỉ có một cái vùng rất nhỏ thôi đấy, và xung quanh của chúng ta thì toàn là các cái bộ tộc xíu vô, chỉ có duy nhất cái thằng này là người gốc Hy Lạp cùng chúng ta, Massasila này, Massalia này, và xung quanh đều là các phe phái Sigon. Chúng ta có một thành truy hầu đây, nhưng mà mình không chắc là nó sẽ tồn tại được lâu, bởi vì là nó sẽ bất đồng văn hóa với rất nhiều các cái phe phái, trong đó các cả đồng minh của chúng ta. Và chiến tranh ở Sigon này, đồng minh hay bạn bè nó chỉ là tương đối thôi các bạn. Và bắt đầu tiên vào thì các bạn cũng biết rồi, mình lúc nào cũng vậy, ngoại giao là chính. Welcome, worthy friend. Let us break bread and drink ale before words pass our lips. Greetings. Speak plainly and without ice. Ngon, ngọt, nước. I can sense that my god.
Mình nghĩ là cái thằng Sugo này là ít khi nó chịu ký hiệp ước không xâm phạm nhau mình lắm, bởi vì nó là kẻ thù mà chúng ta phải tiêu diệt. Nó là kẻ thù mà chúng ta buộc phải tiêu diệt. I am here to listen if you speak of. Đấy, vấn đề rất là nghiêm trọng. Be welcome. The spirits of this place smile upon you. The gods bless you. Ô, hai này. Ôi. Ê. Nó đòi nó tí tiền được ấy nhỉ? Ô. 2000 cũng được nhưng mà chắc là if even one of your coins was accepted. Giai đoạn khởi nghiệp này mà có được tên tí tiền nữa là đẹp. Ấy. I will take word of our agreement. Thằng này nữa này. Mình chưa kiểm tra cái này nhưng mà thấy cũng phải được ấy nhỉ. What an honor you do us. Come speak so that the spirits can hear your words. Kiểm tra ra. 18 là chắc được. Ô ngon. Giai đoạn đầu này chúng ta rất là nghèo các bạn. Có tiền này là ổn lắm rồi. Darkness gathers, but you can be the light. Ơi, ngọt nước. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến. The gods will have me listen to you, but do not pass the day in words without merit. Cứ đòi lấy tiền xem sao. Đấy, giai đoạn đầu này khi chăn mấy thằng này có khi được tí tiền. Thực ra mình đồng minh với chúng nó mình cũng chả để làm gì cả đâu nhưng mà. Đấy, thì chắc được tầm 800. Oh. Our ancestors would be shamed if even one of your coins was accepted. 800 vậy. They were pro. Gắn thế. You have the heart of a merchant. Xin mấy trăm mà mày gắn nhỉ? A merchant. We do not want your gold. Ôi. Ôi chà. Titus. Masasila không, trò này không, trò này sẽ. Well met, friend. Sit and let your words move me to anger or agreement. À, không chịu chơi rồi. Thôi được, cứ ký mấy cái hiệp ước này đã. Lại có thêm thanh niên ở đây. Flapping tongue that speaks without wisdom. À, tôi tốt. Your offer. Greetings. Thằng này chiến tranh với người Đức. Speak plainly without idle purpose, and all will be well. A sure thrust strikes home. Lâu anh em. Lâu thì chúng ta chỉ có đòi tiền thôi. Tội gì? Kích kim sao nào? Y tán được không? Ôi đòi nó nhiều quá, nó không chịu rồi. But our hearts are full of courage, not lust for gold. 1000 thôi. Xem chừng 1000 lên, có không êm rồi. Our ancestors would be shamed if even one of your coins was accepted. They were 800 vậy. Ôi. Our ancestors would be shamed if even one of your coins was accepted. Phần này vậy. Rồi ok. The gods will We will gladly listen to your offers, but do. Mày chắc nó không chịu rồi, bởi vì nó đang đồng minh với một trong những kẻ thù của ta. To your wisdom, but I trust này mình cứ chăn nó tí tiền đã. Mấy lượt nữa nó mất đồng chư hầu của chúng ta thì. Our ancestors would be shamed if even one of your coins was accepted. They were. Rồi được tí tiền hay tí tiền đó. Greetings. Speak plainly and without. À rồi, mắt nó bắt mình chi tiền thôi được. Much talk, well met friend. Chúng ta cũng cần một cái sự ổn định ở xung quanh rồi. Là có tí ngoại giao được khối tiền rồi. Bây giờ thì đầu tiên chúng ta sẽ cần nâng cấp công nghệ của mình. Đề nghị các bạn nâng cấp cái công nghệ này lên đầu tiên cho mình để chúng ta sẽ có xe bắn đá. Đây, các bạn sẽ nhìn cái nhà xe bắn đá và chúng ta sẽ bắt đầu phát triển quân đội đi. À đây, một kẻ thù đầu tiên của chúng ta. Chạy. Rồi, chúng ta sẽ tấn công vào cái thành này của nó. Ok, chúng ta bây giờ nhờ ngoại giao mà chúng ta có được khá tiền rồi. Và bây giờ vấn đề chính trị như mọi khi thôi. Bổ nhiệm các tướng lĩnh lên. Ban đầu thì cứ bổ nhiệm nó lên đã. Tiếp tục này. Ok, rồi. Sau phần chính trị là đến phần xây dựng. Đối với các cái vùng ban đầu này thì mình cứ đề nghị các bạn làm vào cái này hộ mình. Cái này nó sẽ tăng public order và food, đó là lương thực và trị an cho hai cái vùng lãnh thổ này. Hai thứ tối quan trọng.
Bây giờ thì cái vùng này bạn nâng cái này cho mình. Vùng này thì chúng ta sẽ unlock đây và xây cái nhà lính ở đây đã. Mình đang cần một cái nhà lính và chúng ta có tiền. Vậy khá nhiều thứ. Vùng bên này thì thiếu nâng cấp được nhỉ. Rồi. Chúng ta nhờ ngoại giao chúng ta kiếm được khá nhiều tiền. Rồi. Không có việc gì để làm nữa thì chắc là qua lượt thôi chứ còn làm gì nữa đâu. Hết tiền rồi. Ok, chúng ta sẽ qua lượt. À rồi. Nó lên đánh nhau với thằng bỏ mẹ nào đây trên. Ôi. Đánh nhau làm gì? Mình chẳng qua là làm mấy cái đấy để kiếm chút tiền thôi. Không đánh nhau bọn đấy thì mà chết à? I welcome you, worthy speaker. I listen because a flapping tongue that speaks without wisdom is. Bọn này nó chưa chịu chơi, mình chỉ cần giữ hòa bình, mình không cần những cái thứ đấy. Rồi, ta sẽ pep này. Rồi, trận đánh đầu tiên. Anh ơi. Quân đoàn của chúng ta có cái tên là móng vuốt của Happy. Đó là những con. Nếu các bạn đọc thuật thoại Hy Lạp thì Happy đó chính là những cái người phụ nữ có chim hình mặt người phụ nữ, chính xác là như vậy. Vì chúng ta là một phe của thuộc văn hóa Hy Lạp nên là nó cũng ảnh hưởng nhiều các cái vấn đề của văn hóa Hy Lạp. Tuy nhiên chúng ta chơi ở Sigo nên là nó có những cái cũng ảnh hưởng của Sigo cho quân đội của chúng ta. Bây giờ thì ok, Fork à? Mình sẽ xem có một cái thời tiết gì mà mình chỉ biết khi đánh. Dry thì quá đơn giản rồi. Đó là Dry tiếp à? À, Snow Baby. Đây rồi. Bình thường các bạn đánh thì bạn cứ đánh Dry cho mình. Vậy hả? Chứ còn đừng đánh nhau ở cái trời tuyết rơi như này. Snow là tuyết rơi các bạn. Tuyết rơi thì quân của bạn sẽ rất nhanh mệt. Nhưng mà mình muốn xem những trận đánh nó để khác một chút chứ cứ đánh nhau. Mình sẽ chọn cái góc bên này để tấn công. Chứ suốt ngày đánh nhau ở thời tiết tốt thì thời tiết rơi nó còn tệ hơn cả là mưa các bạn. Bởi vì là các bạn cũng không triển khai được quân này đâu. Các bạn không triển khai được quân bắn đạn lửa đâu. Đấy. Thế nên là đừng đánh nhau trời tuyết rơi. Nhưng mà nếu các bạn thích cảm nhận cái hình ảnh mới cho nó đẹp mắt thì các bạn cứ chơi thôi. Đôi khi nó phải thay đổi một chút xíu. Chúng ta cứ đánh ở cái điều kiện thời tiết thuận lợi quá thì khi nó cũng nhạt đúng không ạ? Đấy. Các bạn có thể thấy là chúng ta triển khai quân toàn nghe thấy tiếng nữ đúng không ạ? Bây giờ thì các bạn mình sẽ zoom lại cho các bạn nhìn này. Đây, đội quân của chúng ta đây, toàn các nữ chiến binh này. Đấy. Đấy. Các nữ chiến binh. Đây là các lính đếm lao. Sau thì mình cũng bỏ đơn vị này thôi, không dùng nhiều, mình sẽ dùng nhiều lính cúc tên hơn. Tất nhiên sau này chúng ta phải nâng cấp cũng có. Đây là đội chỉ huy, tướng. Vâng, rất đẹp. Để lính đời cuối sau này của chúng ta nó sẽ như thế này. Anh em làm mốt là cũng tương đối đẹp đấy. Và đây là các đơn vị bộ binh cận chiến của chúng ta. Rồi, các bạn có thể thấy là ăn mặc cũng khá đẹp. Với một cái trời tuyết rơi như này thì đánh rất là vật thích đấy. Ok, nào chúng ta sẽ bắt đầu trận chiến. Đầu tiên thì các bạn cứ phá cho mình cái tháp canh. Đánh trận thì các bạn nhớ rồi đúng không? Phá tháp canh là nhiệm vụ đầu tiên. Mấy cái tháp canh này nó bắn đau phết đấy. Các bạn thấy không? Không thể bắn đạn lửa đâu nhá. Đấy. Các bạn không thể bắn được đạn lửa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho cái đội đây, chúng ta sẽ cho cái đội hình xoay bắn đá này lên à cái đội này lên đây đã. Ngoài tầm bắn của pháo thấp tay của đối phương, chúng ta sẽ cho bọn binh này triển khai lên đấy. Đến đây đã, lên thôi. Đội quân của
con gái của thần Ares, con gái của thần chị chay. Phải nói là anh em làm cái mốt này khá là đẹp, trông nó rất là đẹp luôn, con nữ chiến binh trông rất đẹp. Con chết quái nó bắn nãy giờ sập sập 50%. Để tuyết rơi. Chết mấy thằng đứng ở đây. Nó khỉ thật. Bắn toàn trượt. Đùa nhau à cưng. Bắn thì toàn trượt thế. Tháp mũi tên này. Tháp tên. Ơ à, đùa nhau. Hay nhỉ. Mãi chưa sập. Nó không trúng à. Bắn kiểu khỉ gì thế. Sáu mốt. Ôi dồi ôi. Vớ vẩn không đủ đạn. Sập thành chết đòn luôn. Bảy mốt. Ôi hết đạn rồi kìa. Trời tuyết rơi nó ảnh hưởng rất nhiều đến những việc như thế. Đạn bay mà không thích trúng. 82. Ôi vớ vẩn, không tập thật rồi, chết rồi. Ôi xong. Chúng ta gặp khó rồi. Ở đây còn một cái xe con đá nữa này. Một cái xe công. Về đây đã. Bên đây. Vãi thật, bắn bắn cũng sập nổi thắp canh. Rồi. Lên đi các cưng. Chết nhở. Không sập được tháp canh nó xuống này là chúng ta sẽ thương vong khá là nặng đấy. Nó đã sập rồi này. Nhưng mà không phá tường. Không phá được tường là kỵ binh của chúng ta không vào được là cũng hơi vất đấy. We await your command. Your orders. Quick march. Warriors ready. Tấn công, yểm trợ cho các đơn vị leo tường. Kỵ binh của chúng ta không. Kỵ binh chúng ta trận này không vào được rồi. Chỗ này nó không có lối vào. Rồi.
chiến lớn. Rồi, các thứ chiến binh Amazon đang xông vào các bạn. Rồi. Ôi. Được, lén nào nó chết khá nhiều đấy. Ui dồi ôi. Con gái mà bế một phát cho thằng con trai đằng sau. Rồi. Thế thôi à? Có 76 thằng chết. À đâu, 76 em hy sinh. Mà quân nó có vẻ hơi đuối nhỉ. Quánh chiến thắng khá dễ dàng. Rồi ok. Và đạn pháo của chúng ta trận này bắn tệ quá các bạn thấy không? Thời tiết xấu nó ảnh hưởng rất nhiều đến vấn đề tấn công. Thôi, ta chiếm thành rồi đó. Xin cái thành, mình xin. Mình xin đã. Cộng 2 morale à? Ok. Hủy công trình này đi. Xây cái này đi nhỉ. Xây cái này. Rồi. Bây giờ không có tiền mấy nhỉ. Xây cảng cá đi đã. Tiền có đâu, xây lắm. Vùng này âm 1, nguy hiểm thật. Thôi được, cứ nâng cấp. Xây cái này trước. Cảng cá đấy, tụt chị An. Rồi cho em này vào quân đoàn đã. Thằng này nó sẽ phải rút quân về để nó bây giờ xem tiếp quả sao đấy. À chúng ta đối thoại được với thằng này. Sao nó không chịu cho anh mình? Welcome. We will talk and then we will feed. Your people are a byword for honor. We will gladly listen to your offers. Bọn này rắn thế nhỉ? Greetings. Now speak plainly, for we are. Greetings. Speak plainly and without. Chết rồi. Có mấy thằng người Đức ở phố Bắc. Đấy. We will gladly listen to your offers. Cứ tạm thế đã. Mấy thằng Sugo này nó dễ nhanh trở mặt lắm, bởi vì nó sẽ một trong những lý do mà Caesar thống nhất được phương Bắc này là chia rẽ những người Sugo đấy chứ. Chứ không phải là dốc toàn lực để đánh được đâu. Enjoy this quiet time. Rồi ok, chúng ta có thêm một đối tác chiến lược nữa đánh mình. Ok. Chúng ta có thêm một kẻ thù. Nếu mình không nhầm thằng này. Well met friend. Sit. Mình không nhầm thì à. Không tăng được cái gì cả. Mà thôi cũng được. Ưu tiên phát triển bên đấy trước ạ. Bên này thì ok. Từ này phát triển nhiều quá. Không còn cá bộ. Celtic Warriors.
Garrison sẽ có hai đội này. Nếu mà xây cái này thì Garrison sẽ có kỵ binh này. Có lẽ xây cái này cũng hợp. Rồi ok. Không có nhiều tiền để mà xây dựng lắm. Cũng phải xây một cái nhà lính ở đây để phòng thủ nhà lính này đi. Mà hết tiền rồi. Thôi được. Lãnh đạo của chúng ta cũng không có gì thay đổi cả. Giai đoạn khởi nghiệp này chúng ta cũng khá nghèo, không có tiền nhiều để làm được nhiều việc. I look forward to you. Mà khỉ này sao nó không chịu chơi mình vậy? I am honored to receive this embassy. Nó chạy về kìa. For many seasons. Spy lên một cấp. Chúng ta spy lên cấp, các bạn học vào cái này cho mình để nó tăng hồi máu. Và rất quan trọng đấy. Hồi máu là rất quan trọng. Bây giờ chúng ta sẽ nâng cấp nhà lính lên. Mình cần xây cái công trình hỗ trợ tuyển lính ở đây đã. Hết tiền. Hiện tại thì thằng này nó chiến tranh mình, nó phải đi vòng vòng. Nhưng mà cũng cần phải tuyển quân đấy. Nhưng mà mình, nhà lính của chúng ta vẫn là nhà lính đời à. Chúng ta cần phải chờ khá nhiều lượt nữa mình có thể tuyển được lính xịn hơn. Yo mate. Chị An cái vùng này vẫn chưa lên được rồi. À rồi, cái thằng này nó mất cái thành nên nó buộc phải về đây, nên là giờ chúng ta bay nó thôi. Nó chỉ là đám tàn quân mà còn lại thôi. Mọi việc easy rồi. Rồi. Quân đội của Nữ Hoàng đã giành chiến thắng. Empress của chúng ta đã chiến thắng và chúng ta sẽ lâng vào đây. Giảm cái phí tuyển quân và đa tăng đam cho binh sĩ. Học vào cái này để có thêm quân này. Chúng ta sẽ tuyển được khá nhiều quân đấy. Mấy cái lính này chắc không dùng. Đây, các bạn xây cho mình cái công trình này. Công trình này nó sẽ giúp tăng cái đam cho các vị lính tuyển. Rồi, công trình này lên, có tiền ạ. Nghèo thì chả làm được cái việc gì đâu. Xem tình hình chơi được cái thằng khỉ này không. You honor us. There is food. Rắn thế nhỉ? I cannot agree. Well, my friend. Tốt rồi. Satan let your words move me to anger. Đó, kẻ thù với một cái thằng ngay gần mình. Tốt. Greetings. Speak plainly and without idle. Well met, friend. Thằng này đang chiến tranh với người Đức. Greetings, friend. We will speak together of what. Mình sẽ cố gắng giữ được hòa bình càng lâu càng tốt các bạn ạ. Nhưng mình cũng không biết được bao lâu đâu. Vua một phe gọi là chư hầu của chúng ta. Mình không biết là mình sẽ giữ được bao lâu. Cứ cố gắng đã. Bây giờ thì chị An cái vùng này. Sau đó thì chúng ta sẽ mua thêm quân. Rồi, hai thằng này đánh nhau rồi. Chúng ta không ngu gì mà lao vào cái cuộc chiến chúng nó cả. Break rồi. Bỏ cái hiệp ước là chủ tớ đi. Chúng ta giải phóng cho nó. Nâng cấp mấy cái này có thêm tiền. Quân đội này thì chúng ta sẽ tinh giảm bớt lực lượng này đi. Mình sẽ không dùng nhiều cái lính này.
để có thêm tiền để nuôi quân. Nâng cấp tiếp cái thành này lên nhỉ. Chúng ta sẽ lại có tiền. Phía dưới này thì thằng này hiện đang chiến tranh với thằng này, nên là khả năng cái vùng này chưa bị ăn đòn. Nói thế thôi cũng chưa có gì là chắc chắn cả. War! We will make your homes a wasteland. Destroy your women. Ok. Thế là lại được thêm cả anh người Đức nữa. Các bạn có thể thấy là kẻ we live for battle. We dream of it. We relish it as others do a fat goose. Con khỉ này nó chiến tranh với người Đức mà nó lại chiến tranh với cả mình. Thằng này nó bị ảo tung chảo rồi anh em. Vâng. Nó bị ngáo rồi sao? Thằng ất ơ này này, nó chiến tranh với Đức mà bây giờ nó lại chiến tranh với cả mình. Gods of the afterlife. Mày chẳng my time is better spent feasting and hunting. Tâm thế à? Liệu nó có thọ được không với người Đức không? Còn đòi đánh nhau mình. Đây, chúng ta sẽ lên cái này, chúng ta sẽ có được cái đơn vị lính nó tăng 10% và sát thương phòng thủ trận chiến này. Rồi. Tôi chết rồi. À không sao. Còn 5 vật nữa chúng ta mới xây đến cái công trình kia. Tập trung tuyển lính ở đây. Mình còn 5 lượt nữa mới có thể có được đội lính để cuốn. Kinh tế thì khá là tệ hại. Kẻ thù thì ở khắp nơi mà mấy thằng khỉ này nó bảo nó chơi, nó không chịu chơi. The gods will have me listen to you, but do not pass the day. Nó đánh nhau với thằng khỉ nào đây? Thằng này nó cũng lại đang đánh nhau với một cái thằng nào ở xứ gô này. Mẹ bỏ, nó cũng xâm phạm lẫn nhau rồi. The time has come for bones to be broken. So speak our gods, and so must it be. Cái vùng này có đến 12 đơn vị quân phòng thủ. Nếu nâng lên nữa thì chúng ta sẽ tăng được thêm khá kể lực lượng phòng thủ đấy. Vâng, xây này để có thêm xe bắn đá nữa. Bắt đầu phải chuẩn bị mua quân. Nó đưa quân theo hướng này. Mà nó cũng chưa dám tấn công ở đây đâu. 12 đơn vị quân phòng thủ cộng với 10 là 22 đơn vị quân. Cái chiến cái vùng này. Lần sau chúng ta có thể unlock và xây cái nhà lính ở đây được không? Bỏ nó đang bỏ ngồi một loạt chúng nó bỏ hiệp ước với mình rồi. Treaties have served us both well, but now the ancestors tell us to stand alone. We are done with you. Xây nhà lính đây này. Tập trung tiền sang bên này đã. Bên này tụt chị An này. Bọn này đánh nhau à? My friend, be welcome. Không chịu chơi với mình, mặc dù là đồng minh. Chết rồi. You are welcome, although my
The man who hangs upon the shield of another is nothing but a burden. Và không chịu ký hiệp ước không sợ phải lẫn nhau rồi. Yes, be anything đang chiến tranh với thằng Massasila này. That sits ill with me, so I say no. Tình hình này rất căng. Cái thằng chư hầu này của chúng ta... À, khá... Bây giờ nó không còn là chư hầu của mình nữa rồi. Nhưng mà nó đánh một phát sang tận đây rồi cả. Chiếm được cả vùng này này. Tình hình thế giới có nhiều biến động nhỉ. Thằng này có vẻ hổ báo. Rồi. Cái này tăng quãng đường di chuyển này. Lên như thế đó. Hai lượt nữa mới xây được. Cái vùng thủ phủ này thì xây cái công trình. Xây cái nhóm công trình này nó cũng được tiền này. Cái công trình này thì nó thêm quân đồn trú. Một lượt nữa có nhà lính. Ôi, Fashion bị tiêu diệt hai phe rồi. Nhanh quá. We have need of talk. Thằng này chiến tranh thằng Đức. Đây. Thanh niên Aquabi này mạnh ghê nhỉ. À may quá hai thằng này nó đồng minh với nhau và nó lại kiểm soát được cái vùng lãnh thổ rộng này. Đồng minh của chúng ta. I look. Chuẩn bị cho một cuộc chiến với để làm ngoại giao ấy. Chơi chiến dịch này không thể chơi theo kiểu lấy thịt đè người đâu. Ô chết rồi. Nó có một quân đoàn đóng ngay phía bắc của mình kìa. Mình quên mất vì không để ý rồi. Mấy sự kiện. Mình vừa nhìn thấy có một quân đoàn nó đứng đây. Chết nhé. Nó không kịp chạy đến đây rồi. Cộng morale khi tấn công. Chơi kỵ binh đi. Tướng là tướng kỵ binh nó chất. Tuyển quân đã. Ba đội là cũng đủ để cho nó không làm gì mình rồi. Hai đội ngựa nữa. Lần sau chúng ta có tiền thì lại chơi tiếp nào. Có cần lên không nhỉ? Lên ngay bây giờ thì cũng không cần lắm đâu. Đằng nào thì xây rồi thôi. Ai ơi, bọn Đức nó được cử quân sang đất mình rồi kìa. All I ask is a treaty. I am not prepared. À, rút quân về. Phá hiệp ước. Đây rồi. Nhà xe bắn đá. Tiếp. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghiên cứu sang cái nhánh này để tuyển được các cái champion. Đó là các cái người hùng quân đội. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục tuyển quân đã. Bây giờ thì không phải lúc xây nhà. Ngoài cái công trình xe bắn đá ra thì không cần. Anh Yên này không rút nhanh về thì thằng Đức à, mấy thằng Đức đấy không đập. Mấy thằng này nó lại đi sang đây nó đánh mình à. 12 đơn vị quân phòng thủ cộng với đây nữa. Toàn biến chất nó không thể dám ăn đâu. Chết à, xây vào đây thì... Thôi được, đánh chịu thôi. Hết tiền rồi. Bọn Đức kìa. Bọn Đức đang ở cổng. Lại ký hiệp ước à? Rồi, ok. I like friends.
Nhai. Vẫn đủ lương thực mà. 9 quân phòng thủ. 5, 3 thằng nữa. Ôi hết tiền. Lính này đắt quá nhỉ. Lính này ngon nhưng mà đắt. Thôi đành chịu vậy. Ăn chơi thì không sợ mưa rơi, biết làm sao rồi. Bọn người Đức. Welcome, worthy friend. Let us. You speak as well as a bard, but I must be unswayed by all except the interest of my people. Mấy con lợn này nữa, hòa bình đây. My time is better spent feasting and dừng chiến tranh mình. You are welcome, although my ancestors. Our ancestors Việt were Nam này proud thì, men and stood alone against the world. Hai thằng này nó hòa bình với nhau à? Ờ. Không hòa, nhưng mà nó vẫn đánh được vào tận đây. Thằng này tự dưng nó lại làm việc tốt hơn mình tưởng ấy. Thế trận rất là phức tạp nhé. Thằng này thì mình muốn cải thiện quan hệ nói chiến tranh với cả hai thằng này. Thằng này thì mình rất muốn nó cải thiện quan hệ nó lại chiến tranh với cả thằng này. Sư cô chính là thằng này, đồng minh của mình. Welcome, we will talk. Thằng này thì tình hình thế giới rất là bất ổn. Cái khu vực này nó không có nhiều văn hóa lắm. Cắm trại đứng đấy à? Lại có một vụ bê bối nữa rồi. À, nó mất cái thành trì cuối cùng rồi. Chắc nó sẽ đập vào đây nó đánh nhau với mình. 6, 7, ủa. Lượt sau mua thêm một đội lính nữa là hết phim. Mấy thanh niên này cũng có dám làm gì đâu nhỉ. Hòa bình đi. Mấy anh suy bi này nữa, hòa bình đi. My time is better spent. Nó không chịu. Greetings. Now speak plainly. A man is judged by. Bọn này là bọn Đức. Khó rồi. Bọn sứ gô này nó sẽ buộc phải tấn công mình. You are strong and wise. Bình tĩnh đi anh. Bình tĩnh đi anh em. Nếu mà cái thanh này làm sao nó đánh được nhỉ? Ôi đánh được chứ. Mình có mấy đội cung tên. Hai đội cung tên. Chết bỏ mẹ nó mà công được cái thanh này là mình chết đấy. Phải nhẽ mình lên cho có một đội tướng ở trong này thì hay hơn. Nó đánh ngay thì nó cũng không có nhiều hấp canh lắm. Đáng nhẽ mình mua thêm quân ở đây. Phải có thêm quân đoàn đây nữa mới đúng. Nó mà chiếm được thì to đầu. À.
trời mưa nó khôn thế nhỉ, đánh toàn vào những lúc thời tiết kiểu này là mình thời tiết kiểu này. Bắn tên thôi. We have discovered the enemy's hidden units. Mở cổng thành ra, giết nó. Double time. We have discovered the enemy's hidden units. Rồi, cho chúng nó vào đây, không cho chúng nó leo tường. Spears! Form square formation! Melee warriors! A kill, kill, a kill! Ruggie! Our general is under attack! Rồi, nó bỏ thang ngay, nó không leo nữa. Chúng ta sẽ có tháp cảnh bên trên bắn xuống, vậy lợi hơn. Mình ném đao cũng ném nữa. Rồi, cố lên. Đấy, chúng ta sẽ có sự yểm trợ rất mạnh từ những ném lao ở trên tường và cung tên. Không phải thắp canh nữa. Amazonian Warriors! Amazons! Không ngại lắm đâu. Đúng như này này, đừng có dàn mỏng quá. Ném mình cũng thấm đấy nhỉ. Nhưng mà không sao. Vấn đề là chúng ta là xem thằng nào lì hơn thôi đúng không? Rút về đi. Đội tướng này yếu quá. Ôi ôi. Yours to come on. Orders! Amazonian warriors! One of our units has used all its ammunition. Đá đằng sau của chúng nó cũng hẹo gần hết rồi mà. Tháp canh bắn thì nó. Tình hình mà cảm thấy không ổn thì có thể rút lui. Chúng nó đang tản ra anh em ơi. Mình ném đao trên tường của chúng ta vẫn ném tốt. Nhưng mà our men flee the field of battle. This is a shameful display. Nó lén này thì đến mùa mít nghe hết rồi. One of our units has used all its ammunition. Rồi bị tháp canh nó lén cho.
phải sống nhờ tháp canh thôi. One of our units has used all its ammunition. Chúng ta hết dần tên rồi. Nó cũng hết dần tên rồi. Static Slinger, ờ. Thế, nó không cần đánh mình mà nó chạy qua để nó ném cái này. Nó biết là muốn vào thì phải đi qua cái cổng này. Nó cổng này ném thế thì đến bao giờ mới chết được. Vấn đề là quân của mình liệu có trụ được đến lúc đấy không? Bởi vì hết tên rồi. Chỉ có hy vọng là tháp canh của chúng ta đủ đạn để trụ được lâu. Một thằng chạy, thằng tiếp theo có thể sắp chạy. Mười bảy phần trăm à? Mày bỏ thang à? Quân nó cũng thương nặng lắm rồi. Những người lính cuối cùng. Bị 33%. Ây trời. Cũng khá. Cố gắng giết hết cho nó đi. Tháp canh. Trận này sẽ sống nhờ tháp canh. Có thể ăn được. Nó hết quân rồi. Chúng ta còn mấy đội này. Hãy hy vọng vào điều tốt đẹp. Hãy hy vọng vào những điều tốt lành. Ôi thằng tướng nó còn một mình một thằng. Không hẹo à? Nó chưa hẹo à? Chết nốt thằng tướng. Chết tướng thì quân nó sĩ khí giảm rồi. Xong. Còn nguyên lính cũng tên, không sợ. Xong. Xong. Đùa với tháp canh của anh á. Hả? Rồi. Giờ còn lại. Rồi. Ok. Lão là mình hơi tốn đạn đấy. Một sự bao vây bất thành. Một cuộc bao vây bất thành. Đó, còn ở kia mới đâu kìa. Không tí nữa lại mua mấy thằng đánh thuê nó ra nó đập mình. Đùa đâu. Khử ản nó cho nó chết hẳn đó. Tướng lên rank. Public order. Upkeep morale. Hai thằng liền thì không ăn được rồi. Nhưng mà nó cũng không dễ gì mà đánh được vào đây đâu.
Greetings. Now speak plainly. Cái chiếc vùng này di chuyển khó thế cả. Có phải có thêm một tướng nữa để tuyển quân này. Đây rồi, mua mấy thằng phun tên đó. Hết tiền. Rồi, nó quyết định công thành của mình. Và lực lượng nó đông thế nhỉ. Và nó có rất nhiều xe bắn đá. Được cái là chúng ta có 4 lượng bộ binh. Nhưng thực sự thì lực lượng của chúng ta cũng không có gì là nổi trội. Vào đầu chúng nó đã hết nắng mình như này, chưa kể nó còn có quân tiếp viện chứ. Nó hết nắng mình kinh quá. Ở đâu tháp công thành chúng nó đâu, nó vây mà không xây tháp công thành à? Thế chúng mày định đi vào từ hướng nào? Mình không có nhiều đơn vị đánh xa lắm nhỉ, toàn là đánh gần. Chắc nó sẽ tập trung vào cái cổng này thôi, chứ còn gì nó có cổng nào nó đâu mà đánh nhỉ. Ok. Nhưng có điều là chúng ta có rất nhiều kỵ binh. Mình chưa biết là sẽ sử dụng kỵ binh như thế nào. Chúng ta có rất nhiều kỵ binh. Bộ binh thì không có nhiều nhưng kỵ binh rất nhiều. Nó phải nó vào từ cổng này. Bọn này thì chất lắm, không sợ. Không thấy cái xe công thành nó đâu. Thành ra mình rất khó bố trí lực lượng. Thuyết là chúng ta có thể cho quân đứng ở trên này nữa cơ à? Nhưng đây không phải thủ phủ chính của mình. Thủ phủ chính lại nằm ở đây cơ. Oi oăm. Anh nhớ thủ phủ chính phải nằm trong này thì bắt đầu mình cho quân thủ trong đấy thì đẹp nhỉ. Đứng nguyên ở cái cổng này, gọi là cổng máu luôn thì. Hai cổng máu này thôi, đẹp.
thành trì của mấy anh La Mã. Xem có tiếp viện. Enemy reinforcements approaching. À không, nó không vào tới đây. Ơ, à, bọn ngáo đá nó vứt thang ở đây này. Sao nó đi quân vào tới đây? Chiến thuật cũ. Chúng ta sẽ hé hé cổng ra cho nó. Để nó chui vào. Ơ, đâu mà chúng nó làm sao mà vào được? Nó có thang đâu mà vào. We have discovered the enemy's hidden units. Rồi, đứng ở đây. Follow me. Quick march. Hostility phalanx. Warriors eager for blood. Lã vào này cho anh. Cái xe bắn đá này tầm bắn nó lại yếu. Rồi, ra đây phá cổng này. Thế thì tất cả lực lượng ra đây. Đội kỵ binh sẵn sàng. Ra ngoài đây. Cái cần thì lùa. Ồ. I'm a Sonian warrior. Cái kệ nó chết từ thằng một. Rồi, xe bắn đá cứ tập trung lã vào bọn cung tên kia. Bọn này nó bắn thấm lắm. Ơ, dạ, độc này. Dạ, rao này. Bọn này ném thịt bò thối à? Ấy, ném thịt bò thối vào chúng đâu? One of our units has used all its ammunition. Nó phá được cái cổng mình chắc là cũng chết cơ số. Chúng độc rồi. Bắn đạn thường thấy còn hiệu quả hơn cái đạn lổ. Nó không chịu tấn công rồi. Ô, hẻm núi này đầy dãy quân Đức. Ô, mà bắn đạn này thì cho nó nhanh.
Ôi, nó đốt cũng khá phết, được hai mấy phần trăm rồi này. Hai mấy phần trăm thì chắc tầm 4 đội như này thì được hóa xong. One of our units has used all its ammunition. Cho chỗ này thành cổng máu luôn. Soul Master cả. One of our units has used all its ammunition. Tướng à? Một đội tướng của nó này. Soul Master là đội tướng đấy chứ. Tập trung hết vào cái này. Our gates are utterly destroyed. À rồi, sắp cổng rồi. Bây giờ thì gọi là cổng máu. Đẩy cho nó ra, không được cho chúng nó tiến vào cổng chúng ta. Nếu không thì tháp canh chúng ta sẽ không bắn được. Rồi. Ui dồi ơi. Đội kỵ binh sẵn sàng. Ta lại phải đánh một cái trận đánh cổ sở. Rồi. Ui dồi ôi, tất cả chui hết vào một cái đống như thế này. Ngang lúc này. Ra luôn. Tầm này giờ còn chờ đợi gì nữa. Diệt ngay mấy thằng tầm xa này, nó đang bắn rất chết rất nhiều mình trong. Ra đây để búp tinh thần của binh sĩ. Đúng rồi, lùa hết bọn cung tên này của nó đã. Rồi, tháp canh chúng ta đang chiếm lại được cái phía cổng thành rồi. Warriors eager for blood. Kill, kill, kill. Dứt khoát không để nó tấn công nữa. Rồi, hy sinh cũng phải đánh. Amazons,
Ra đây đứng. We are losing our advantage. Cái quái nào ấy nhỉ? Ready. Việc bọn này đây. Một con ngựa này của mình nó thiên về sốc, nó đứng một chỗ này nó không ăn thua rồi. One of our units has used all its ammunition. Tan nát đội ngựa. Người này yếu quá nhỉ. One of our units has used all its ammunition. Militia! Engage! Ready for battle! Ta rút đi. Trụ không được nữa rồi. Ngựa cùi đầy đầu của mình. Rồi, xinh xinh hết đội ngựa rồi. Cũng giết được khá khá con địch rồi. Chả còn bao nhiêu quân nữa mà. Ây giời. Spear infantry at your command. Follow me. We have discovered the enemy. Our general is under attack. Command. Marching on the double. Amazon, Amazon. Những đơn vị nào còn nhiều máu xông ra chơi. Nó vẫn còn nhiều lính này quá. Nó cũng giảm đáng kể đấy. Amazonian warriors, organize yourself. Battle ready and eager. Get out. Amazonian warriors, ready. Kill, kill, kill. Đẩy chúng ta ra khỏi cổng. Không đẩy được. Trời ơi. Chỗ này mà có đội hình PK pha lăng thì có phải tốt không? Cho nó xông vào luôn. Đang định cho tướng vòng ra sau xử bọn này nhưng mà không chừng không cần thiết lắm. Khí của chúng nó vẫn cao ghê nhỉ. Ready for battle. Nó hết tên rồi. Để xem lực lượng của chúng nó cỡ nào. Mạnh quá. Trời đất ơi, chúng ta chiến tranh với cả thế giới. By your command. Cup for glory. Square formation. Đang lấy lại được cổng thành này. Cố lên. Nơi để tí lại dừng.
mình phải cho quân chui ra thì sẽ thương vong nặng hơn, chỉ được thắp canh những điểm trợ, nhưng mà thương vong nặng hơn, quân nó đông thì chui ra được. Ôi dồi, chiến tranh. Không biết liệu quân của mình chịu được không. Tì đè tốt nhỉ. Amazonian warriors, fearless warriors. Ui giời ơi. Hàng trăm con người đứng ở đây để đánh nhau. Okay, pha lăng. Amazon Citizen Public. Ô, cứ đánh nhau này thì đến bao giờ mới xong? Hả? À, nó là phe tấn công thì hết giờ nó thua thôi, nhưng mà rút lui khỏi chiến trường nha, tôi nặng này rút lui lại. Ai là bọn Đức tràn vào kinh quá nhỉ. Nhau kiểu này thì có hà mạng tốt quá. Chỗ này làm cho ba loạt tên đi hẳn. Vào cái khóa rồi kìa. Bắn đi thế. Để thằng nào hết giờ thì mình thắng à? Chứ quân nó đông này mình ăn cái quái rồi được. Nó cũng chả vào được. Chỗ này phải có Pique pha lăng. Pique pha lăng chỗ này thì rất đẹp luôn. Tinh thần chiến đấu của chúng nó vẫn cao này, có mà đến mít mùa thì nó mới chạy thôi. Spear Brother, toàn những bọn rắt, phong thủ vật lý của nó rất là trâu. Lùi lại đây một tí đi. Đơn vị bị thương thì lùi lại đây một tí. Kiểu này
slow motion là quay chậm để chúng ta điều khiển này. Thực ra mình chả bao giờ mình không thích dùng cái tính năng đó. Ôi ôi, ủa quần nó vẫn còn trâu và già chó lắm này. Trừ mấy thằng cung tên sắp chết còn lại thì vẫn trâu chó lắm. Này anh bao giờ xong được? Xem có phương án nào kết thúc thì chơi, đánh kiểu này thì chết. Những cái thời cổ đại ngày xưa nó đánh nhau kiểu này à. Nó cứu vào nó này. Anh em tập trung thủ thằng cứu của nó này. Tập trung thử một tướng của nó này. Trời ơi, Nook Rider ở trong đó ở ngoài này cũng hay. Nook Rider chơi thủ à. Đáng nhẽ cái vị trí chính nhất phải nằm trong này nhỉ. Đây thủ ở đây, đứng ở ngoài này thủ bắn đẹp không. Ngon bắn tên của mình kiểu này. Thế mà nó lọt vào đây 63 thằng không chết nữa. Tướng nó rất là nhiều máu lắm. Mình không chết tướng thì cửa này thì đến 1 bit. Cổ máu. Ôi giời ơi, đánh nhau thế này.
Các nhớ có đánh được không hay là cứ đứng đây là ngắm chỉ nhau. Nãy giờ mới chết được có một thằng. Để cho đội tướng của nó vào. Và càng nhanh chết. Ui dồi ôi. Lính thủ thành của mình là nam à? Các cái những chiến binh chủ yếu thì là nữ. Năm mươi nốt quân địch đang ùa vào. Cuộc chơi đó quân của chúng ta thương rất nặng rồi. Sứ của quân mình vẫn ổn nhỉ. They will bleed for us. Nó cái màu đỏ đỏ này là quân mình không được chứ. Rút lại đây. Bị thương rồi thì rút lại đây. Tiến sau. Thanh niên này phải màu xanh mới đánh được. Rồi nó còn 39. Siêu xếp. Kinh hồn. The enemy general is dead. À, tướng nó chết rồi anh em ơi. Tướng chết là binh sĩ nó sẽ mất tinh thần khá nhanh. Nhìn xem là những tinh thần của phe mình nó đang bị giảm đi. Tên nó đang giảm những tinh thần chiến đấu rồi. Phải quan tâm đến tinh thần chiến đấu của binh sĩ. Chẳng có vẻ như là nó sợ khi tướng chết là tinh thần nó màu đỏ rồi. Về đây. Đội nào tinh thần kém thì rút lại. Get running! The unit is running from the battlefield. Oh. Amazonian warriors. Đây. Không ra. We hung
cẳng lắm rồi. Lùi lại đi em ơi. Lùi lại. Nó cẩn thận chứ. Đừng vỡ trận nhanh thế. Con nó mất tinh thần rồi mà. Thua trận chứ. Nó không còn được quân đâu, cố lên anh em. Cố lên. Cố lên. The enemy general is dead. Hai thằng tướng của nó chết rồi. Nó có tất cả hai thằng tướng. Cố giữ tinh thần đi nghe. Quan trọng nhất là tinh thần. Warriors ready. Giữ vững tinh thần chiến đấu. Chúng nó đang nhấp nháy rồi, cố lên. Biết là trận này khó nhưng mà cố lên. Ôi. Không ta, mình vẫn là màu xanh mà, cố lên. Rồi. Giết khá nhiều lính của mình. Chúng ta nhấp nháy hầu hết rồi. Cố lên. Nó chưa thể đè bẹp được tinh thần của nó à? Amazonian Warriors. 31 thằng. One of our units has used all its ammunition. Amazons. Nó nhấp nháy hết rồi mà chưa chịu. À, một thằng nữa. Rồi. Đang rút rồi, đang rút lui chiến thuật rồi. Cố lên anh em. À, cố lên chị em. Ôi, đúng rồi. Một đơn vị của chúng ta đã bị giết. Con sợ, chúng nó đang tan rã dần rồi, cố lên. Nó đang tan rã rồi mà. Nó hết quân rồi. Bình tĩnh đi em. Ồ.
orders, understood. Our men flee the field of battle. Oh, this is a shame to display. Knock down! Đẹp màu quá, đẹp màu quá. Đúng lên. Chúng ta cách chiến thắng chỉ một chút xíu thôi. Citizen Hoplitter. Citizen Hoplitter. Ta chỉ còn cách chỉ thắng một chút xíu thôi nhé, ok. The battle is turning in our favor. Rồi. Đơn vị cuối cùng địch đã quyết định bỏ chạy. Rồi. Soul Master vẫn còn. Amazonian Warriors. Xong. Ôi oh. Quân của nó đông gấp đôi mình. Trận chiến kinh hoàng. Mất có một đội ngựa kìa. Nhẹ nhàng chán. Ôi dồi, Empress. Ở đấy chết mất hoàng hậu thì à nữ hoàng tôi đòi. Này hồi quân nó nhanh thế. Xe bắn đá, à cũng cần 4 độ. Mua cái ngựa xịn hơn được không nhỉ? Thôi, kinh tế đang có hạn. Rồi, 9 đội là phòng thủ được rồi. Mấy phía dưới này cũng không nguy hiểm lắm. We have need of talk, I'm sure. Rồi, mày cũng cuối cùng cũng chịu chơi với anh. Ôi trời. Toàn những trận đánh phải nói là rất là hại não. Tiếp tục điều quân lên đây đã. Chúng rút quân về rồi. Cộng 6 trung thành hay là thêm một tướng thôi, thành đi. Lại mất giao thương rồi. A flapping tongue that speaks without wisdom is... Yo, I welcome you, worthy speaker. I... Nó chiến tranh với cái thằng gì trông như kiểu này. Phía trên này à? Suy bi cũng chiến tranh với cái thằng gì đó ở đây. Mình nghĩ mình phải đàm phán hòa bình với thằng Suy bi. Bởi vì thực ra nhiệm vụ của mình đâu welcome cần phải đánh nhau với nó đâu. Speak. Chịu mới đau. Cho quân về đây đã. Bỏ cái bàn đá đi.
Ok. Đủ quân rồi. Là cái quân đội của chúng ta nó sẽ cân bằng hơn à? Tấn công vào đây à? Chắc là mình anh được không chứ? Kỵ binh của mình cùi quá, lên kỵ binh mạnh tí xíu cũng được, nhưng mà kinh tế của chúng ta lại kiệt quệ. Bảy mươi hai giải tán đi. Đội này đội chưa trước khi up cái công trình này đây. Mọi việc ổn. Phương Bắc của chúng ta ổn rồi. The skill of your generals is famous. Can you send them against these people who blight our lives? Thôi được. Nếu sao thì thằng đấy chắc nó cũng trải qua xuống được dưới đất của mình. Lại có một tin tức xấu từ chính trị. Không có nhiều cái để lựa chọn. Trận vừa rồi thắng được cũng là kỳ tích. Mình cũng không hiểu tại sao mình thắng được. Mà cái tập trung quân đấy, bây giờ mình sẽ phát triển kinh tế một chút xíu. Việt Nam của chúng ta ổn. Có cái đảo Cóc à? Nhưng mà cái vùng này nó không có gì. Mày thì làm sao ăn được nó đây, có đến 2 quân đoàn sao mà ăn nó. Ở đây quân đoàn của Nữ Hoàng khá mạnh. Đồng minh của chúng ta. Rồi, có quân đã. Tranh thủ trong hòa bình thì chúng ta sẽ phát triển tí. Tăng morale hay thêm một tướng. Thực tế thì mình đâu có thiếu tướng. Cần... ở đây. Tăng đàn lên. Chưa đủ. Chưa đeo được đồ. Giảm áp kíp cho lính đánh thuê ấy. Nghe nó cũng chẳng quan trọng lắm. Tăng public order. Bảy mươi hai à.
Bọn này được buff rất mạnh về phòng thủ và tấn công cận chiến này. Thời tiết xấu quá nhỉ. Người Đức lại tiếp tục cử quân xuống đây. Chúng ta được cái hỗ trợ là tăng public order và tăng thu nhập này. Chị An. Đồng minh của chúng ta vẫn đang tiếp tục gây rối ở bên trên tốt. Mà muốn giữ được phòng tuyến chắc phải dừng đến cái đội lính đời cuối mới ăn được chị nhỉ. Gì đấy? À, thằng Sigo này nó mạnh quá rồi. Sợ thật, giữ được cái thành này còn khó. Có nhiều tiền. Thành này có tiền để xây cái thành này. Chẳng có tiền xây. Cứ giữ cái này quân nữa. Ờ, mà mua ít quân nữa chứ. Này quân nó đánh nhau kiểu quái này. Ôi ôi. Mấy ông nông dân này thì mấy đấm mẹ thì. Và mất giao thương liên tục. Ambush. Dụ cho nó vào đấy á. Chết rồi, Avani rất mạnh rồi, mà nó đang áp sát lãnh thổ của mình rồi. Chuẩn bị với tuyển quân rồi. Một champion nữa chuẩn bị được hồi phục lên nữa. Mình có hai quân đoàn à. Chết tôi. Bỏ đồng minh thì chúng ta mất rất nhiều thứ. Tham chiến cùng đồng minh thôi. Không có cách nào khác, chúng ta buộc phải chiến tranh ở phía Nam thôi. Nếu không thì chúng ta mất hết tất cả. Quân đội của nữ hoàng. Thằng Sugo bắt đầu nó chiến tranh với đồng minh của mình rồi.
mối quân để đánh nhau đấy. Tình hình thế giới bây giờ thật là phức tạp. Be welcome here and speak as you wish without fear of consequence or dull. Phía bắc chúng ta có lực lượng đó để phòng thủ. Mình đang cần nâng cấp ngựa. Sau thì mình sẽ có ngựa chiến mạnh hơn nữa. Lên cái nhà lính này thì mình có quân được. Càng quá nhỉ. Chiến tranh trên tất cả mặt trận này sống làm sao được chứ. Nó có thể tấn công mình qua cái đường này. Thời tiết khá hơn là một chút xíu. Giảm áp kíp xuống. Thêm hai cái xe bắn đá. Sàng rồi. Một quân đoàn nữa sắp chuẩn bị được đi gửi đi đánh nhau. Ôi xong là đồng minh của mình rồi. Tiếp một công trình hỗ trợ nữa. Mày nó không có kỵ binh và chỉ có một đội. Mình thấy đánh auto hay chết quân lắm. Nữ hoàng của chúng ta sẽ giải quyết từng bọn một dám tấn công ở vùng này. Ôi, sao lại cuộc chiến mà nó vất vả thế này cơ chứ. Phía nam thì nó chưa có cửa đi vào đất của mình.
Lại một trời tuyết rơi. Lính của mình lính ranh bạc sớm đấy, mạnh phết đấy, đừng đùa. Mà mình đứng xa xa lên trên này được mà nhỉ, cần quái phải đứng sát đấy. Để pháo mình nó còn bắn được ít đấy. Rồi chúng nó mới áp sát được. Phục kích mà vẫn lập đội hình, chỉ có thể là mình phục kích quân địch nhưng vẫn lập đội hình. Thực ra thì mình áp sát được, đánh thế nó tốn quân, mệt. À, lên đi cưng. Avani, kẻ thù lớn nhất của chúng ta đây. We have discovered the enemy's hidden units. Lên đến nơi chậm gần hẹo hết. One of our units has used all its ammunition. Lâu lắm mới trở lại với trận vòng 2. Và trở lại thực sự là rất là bị SML bị đập cho. Nhưng mà mình nhớ ngày xưa mình cũng đã từng chơi cái chiến dịch sinh ra ở Sivom và mình thấy nó đâu có khó lắm đâu. Nhưng cái mod này anh em nó làm nó hơi quá tầm, có vẻ như là AI nó hơi mạnh. Bắn vào tiếng nó. Xong vào rồi. Mấy cái xe bắn đá này dùng tay cắn bắn kiểu gì xuyên chết cả con mình à? One of our units has used all its ammunition. Warriors, eager for blood!
Bảo nó bỏ chạy đi. Quanh thế mạng chết 200 thằng nữa. Vậy còn hơn là chúng ta đánh auto là tốn quân lắm ấy. Chúng ta có thể tiến theo đường này xuống à? Nhưng mà chúng ta chưa có lực lượng phòng thủ ở đây. Ok. Kinh tế của chúng ta eo ọt quá. Không biết liệu có trụ được không. Ông đồng minh của mình xem chừng yếu đuối lắm. À, nó thấy mình ra phát là nó. Nó phải cố bảo vệ đồng minh chứ. Chết. Ok. Mời các anh vào đây. Nó chẳng có tăng gì nhiều lắm. Chỉ khu bên dưới này phát à. Quá nhiều quân phòng thủ. Này chiến tranh bọn này. Thằng này nó thân với Avani. Đấy phải đập. Nhưng mà chúng ta không có lực lượng quân để đóng phía dưới đấy. Bây giờ chúng ta phải tiêu diệt được thằng Avani cơ mà. Xem nó có hòa bình được. Không thể hòa bình được với mấy thằng khỉ này. Gods of the afterlife. Báo lại cử quân đến. Quân đoàn này sẽ lại được có nhiệm vụ phòng thủ cổng máu. À đây rồi. 2-1 không chột thì què. Chúng ta luôn luôn bị áp đảo về mặt quân số.
cách duy nhất để mình có thể tiến lên được là mình phải xây dựng cắm trại. Ôi giời ơi. Tự nhá, sao cái trại bé thế? Amazonian Warriors. Có tất cả 4 cổng. Get organized. Battle group awaiting your word. À, có 3 cổng thôi mà. Thế thì bọn này là dự bị. Chỉ có 3 cổng vào thôi. Chúng ta sẽ cho lực lượng cung thủ đứng ở đây. Hướng này là cái hướng mà nó không tấn công được vì có vướng Ballista, your orders. Give them fire. Warriors eager for. Đây, giải đinh ra. Enemy reinforcements approaching. Rồi, cho nó tiến vào tất cả cái hướng kia. Cái kỵ binh của chúng ta ra đây đã. Field artillery ready. Bắn. We hunger for blood and battle. Sorry. Mấy con ngựa cối này. Từ từ đi. Bắn bọn cung tên của nó chứ. We have discovered the enemy's hidden units. Ballista! Fire! Trời ơi, trời ơi. Đi đâu cưng? Đứng đây.
One of our units has used all its ammunition. Nó không tấn công ăn thua lắm đâu. Ra đây đi. Mấy con ngựa nó hẹo hết rồi. Đã tên vào đây. Ready for the assault. Ready for the assault. Ai giả, hai thanh niên mình rắn chết kìa. Amazons. Bắn. We have discovered the enemy's hidden units. Chiến là sứ vô. Dừng đi, đừng có bắn, phải sập mất cái tường của mình xuống chứ. Hay là lính của mình có hai đạo mà phụ rắn thế. Bổ sung ra đây. Nó ở bên ngoài vào nó khó bắn hơn mình. Rồi. Cứ bình tĩnh hạ bình độ một. Xong con ong. Mọi việc êm êm đấy. Rồi, tập trung hết ra cổng này rồi. Bắn ra đây. Ready! Amazonian warriors! Bắn đi luôn. Để nó thương vong một chút xíu bắt đầu mới cho bọn này bắn.
One of our units has used all its ammunition. Chiến tranh với Sigo. Hết Đức đến Pháp nó đập mình. Nó bị thắp canh nó phơi ra rồi. One of our units has used all its ammunition. Hết nạn. Warriors eager for blood. Yeah. Một đạp. All right. Rồi, được, được, được. One of our units has used all its ammunition. Lùa. Bây giờ chúng ta đang đi vừa kịp. Mày thích đánh nhau. Chúng ta đây. Kill, kill, kill. One of our units has used all its ammunition. Rồi. Tháp canh nó bắn chết ngựa mình. Đợi chúng ra đây làm gì? Quay vào đánh nhau đây. Rất mạnh chiến đấu cho binh sĩ này. Our general is under attack. Hai tướng lùi lại đây. We'll kill them all. Lúc ra không được đứng như ngây. Ngây là chết. Ta thủ được mà. Cái con ngựa kia không ra để đứng đấy làm gì ấy. Cao nhỉ, màu xanh. Phải sốc liên tục. Có cái đội này đi không? One of our units has used all its ammunition. Ready for battle! Ready.
liên tục những cú tông rất mạnh. À, nhấp nháy toàn tập. The battle is turning in our favor. Giết luôn. Truy sát cho nó. Không thì nó đã đuổi mình là như giết đấy. Để chúng nó thoát. Ôi dồi ôi, bác sĩ head up kinh quá. Thoát rồi. Heroic Victory. Trời ơi, chết quần nó đồng như thế này. Chúng ta vẫn giành được một chiến thắng. Heroic Victory. Đánh tan nát quân đội nó luôn. Bây giờ quân đoàn cấp 3 này là rất lợi thế. Chúng ta sẽ có thêm hầm châm bẫy đá cuộn rơ. Nó có quân thủ thành đây. Ô, đánh nó tui để tào lao thật chết mỗi mất tự nhiệm của mình rồi. Sit, friend, and let us talk, and let us have good wine. Chúng ta cũng chẳng cần phải chiến thêm đất làm gì cả. Có thêm đồng minh thì tốt hơn. Áo tu có phần nhỉ? Mất bố con đội ngựa mình nhỉ? Ngon thì vào đây mà ăn. Rồi, chúng ta đang tích tiền. Lính của mình chất phết đấy, đùa đấy. Rồi. Không cần. Cái này nó hỗ trợ lính này. Morale của Chagavandet. Cái này hay sắt chính xác là cái đây.
authentic warriors. Nó không có hỗ trợ. Bổ sung thêm quân đồn trú. Lực lượng này sẽ được cử về. Nó định à? Chết bầm mày đây. Mày tưởng ăn được vào đây à? Chúng ta sẽ sử dụng cái cổng này để phục kích đối phương. Spy lên cấp. Trừ 5 tinh thần chiến đấu của mình của kẻ thù. Cái này trước đi. Mấy cái kia nhiều tiền quá. Cộng 5% vào áo giáp này. 5 tinh thần chiến đấu này. Đấy. Rồi cứ lại ăn bút tiếp. Nó vào thì nó lại ăn đòn tiếp. Lực lượng này à, tiến xuống đây thì bây giờ hoặc là đánh sang đây là thủ đô của nó à? Chưa đủ lực. Bình tĩnh. Mình đang cần cái đội ngựa đời cuối lên nốt đã 7 lượt nữa. Người Đức không có nhiều lựa chọn đâu. Người Đức không có nhiều lựa chọn. Tấn công phát ăn móc lốp ngay. Sáu lượt nữa. Nó vừa tiến vào đất của mình từ chỗ nào nhỉ? Không tiến được. Hút hơi xa. Rồi. Nếu tình hình ổn, tiếp tục. Mà à, thế được.
Nhiều quân phòng thủ quá chứ vậy. There are not enough funds in your treasury to build anything this turn. Increase taxation and trade, or disband redundant armed forces to raise your short-term income. Okay. Có thêm một thằng đồng minh chỗ này thì cái khu chỗ này của mình nó ổn này. Bây giờ phía bên này nó chiếm hết rồi. Ai giờ? Greetings, friend. A man is just. Greetings, my friend. You have my. Nhiệm vụ tiếp theo là phải giải quyết tốt chỗ này. Lại có một cái sự kiện xấu rồi. There's a good pork roasting for you. I will take word of our agreement. Có thêm một đồng minh. Well met, friend. Sit. I can sense that the gods. Cố gắng thiết lập phải có đồng minh thì mới trụ được. Đánh vào đây à? Nhưng mà mình đâu có cần tiến xa lên phương Bắc đâu. Kiểm soát 3 province chúng ta được cộng tiền, ngọt quá. Và những sự kiện tốt. Lương thực của mình nhiều mà nhỉ. Xem cái này tốt hơn. Cần phải tuyển được lính chứ. Hai lượt nữa chuyển đổi cái binh thiếu sắt. Có nghĩa chúng ta phải chiếm được cái mỏ này hoặc là chiếm hoặc là làm sao để giao thương được với nó. You have the ear of my people. Do not wait. Well met, friend. Sit. Việt Nam thì ổn. Ai già. Một lượt nữa. Ok. Một lượt nữa chúng ta có thể tuyển đội đội kính để lượt cuối à.
Và lính đề cuối thì phải lên nha. Mình thấy cái lính này cũng dùng được à? Cũng ngon này. Lính đề cuối chắc là đắt lắm. Không tiền mua. Nó lại ám sát mất, nó lại khử mất bộ đội của mình rồi. Đây, đây là đội kỵ binh đề cuối à? À, tướng này nó được giảm upkeep mà. Tướng này của mình nó có skill trai thì giảm upkeep kia. Morale này, đây 10% upkeep mà. Chơi đi, tẹt. Tăng đam. Chơi luôn. Tăng trap bonus. Cố gắng tuyển thêm quân. Sáu quân phòng thủ. Cần thiết thì mình cho một đơn vị quân ở đây để phòng thủ là được. Mà cả khả năng đi đánh nhau phải có hai quân đoàn đi cùng nhau, đi độc lập là dễ chết á. Lại được thêm hơn 6.000, vừa hoàn thành một cái nhiệm vụ gì đó ngọt nước. Tranh thủ thời tiết tốt để đi á. Cần có một quân đoàn đây nữa. Không có nhiều quân lắm nhỉ. Ăn đi, cứ ăn đi. Mình chỉ có khả năng giữ được khu vực dưới này thôi. Sigo, à cũng không cảm thấy không ăn được à. Né rồi. Rút về mua quân á. Mua cái ngựa xịn hơn tí. Ngựa này khó đánh lắm. Đây rồi. Bỏ đám này đi thay bằng đám bộ binh. Mua thêm mấy thằng lính. Phải mua thêm mấy thằng lính nữa.
căn cứ phương Nam của mình là ổn đấy nhỉ? Nó thấy không ăn được mà. This is a time for just proud men. À, rồi, ok, 100 đồng thì không phải vấn đề lớn. 100 đồng không phải vấn đề lớn. Chơi điểm ngoại giao ra để cho đi có địch này. Trên lãnh thổ à? Chẳng có cái gì mà phải sợ. Liều nhỉ? Quân Tà Lao này mà. Nói gì nói mình phải tuyển thêm ít quân, coi thường đối thủ quá là không được. Này nó chạy xuống, nó định đánh rồi nhưng mà xong nó nghĩ thế nào nó cũng đánh nữa. Có hai quân đoàn đi cùng nhau thì mình mới thấy yên tâm. Quân đoàn này lên đây. Mua quân xong rồi lên đây để phòng thủ. Support. Lại một cái sự kiện xấu. Trời đất ơi, chúng ta có thể trụ đến giờ này cũng là kỳ tích lắm rồi đấy. Moment cup này. Đúng rồi đấy. Đi kiểu này, như kiểu này nhiều lúc nguy hiểm. Rồi, cặp quân đây đã. Để yên tâm thì có thể phải thành lập một quân đoàn ở đây. Mình sẽ sử dụng hai quân đoàn để đi tấn công. The guards have decreed that we must. Với thằng Đức ở phía Bắc thì kệ nó. Xây cái này thì mới có tiền để có quân được. Mua thêm mấy con quân nông dân nữa. Thành này cũng đông rồi mà. Nó không ăn được. Nó đi kiểu quái thì vào đất của mình này. Chẳng quái để nó chui vào tận trong này này. Hỏng ăn rồi. Shall we hack at each other? Sư vô xin hòa bình. Để nó móc lốt qua cái vùng này, biết ngay mà.
Mình không quan sát. Ăn được. Kệ nó. Nó chạy vòng qua đất móc lốp mình. Noble friend, what a noble. This agreement is like a feast after an empty belly. You are a truly worthy friend. Cần có một sự an toàn, hành lang an toàn đây. Có đủ tiền để nuôi không mới là vấn đề. À, thắng này. Thôi, đến rồi chúng ta mạnh hơn mà. Mất một đội lính, không có vấn đề. Chiếm lại đã. Thế mới lên cấp được chứ. Xong. Chỗ này nguy hiểm thật. Nó có thể móc lốp mình được. Ok. Chơi tiếp cái thằng này đã. We have need of talk, I'm sure. But we also need good food, a warm fire, and warm women. Chi cho anh tiền à? Nhà anh đang nghèo. Ủa. Hay quá. The gods will rejoice at the words we have spoken today. You honor us with these terms. Tấn công vào đây. Khôi phục tiếp một thằng nữa ở đây lên, chúng ta sẽ lại chơi được. Rồi chúng ta sẽ có phòng thủ ở đây rồi. Từ từ, mọi việc cứ phải từ từ. Không vội vàng được. Ok. The portent. Thì hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau à? Ok. Phương Bắc lại có vấn đề gì đây? Quân đoàn mới thành lập. Mình cần mấy thằng này hơn để nó hỗ trợ cho cung thủ mạnh. Được rồi.
Thời tiết này. Lại mùa đông. Khôi phục lên đã. Lên luôn cấp 4 đi. Lại kiếm được quốc phương tâm phản lẫn nhau. Ok. Có mấy thằng Sigo ở phương Bắc. Hiện tại thì mấy thằng Đức nó không dám đánh nhau mình nữa rồi. Mày này. Đừng có chết ngựa nhá. Chết ngựa là rất vớ vẩn. Chết lính à. Mất của đạo lính à. Vào đây thì không chết. Chúng ta có thêm một đối tác làm ăn mới. Welcome, worthy friend. Let us break bread and drink ale before words pass our lips. Ê, đòi được nhiều tiền thế. Ủa. This agreement is ngọt like nước. A feast after an empty belly. You are a truly worthy friend. Vậy mình không nên đánh auto nữa. Auto tướng quân quá. Chết một đơn vị quân phát là lại mất thời gian. À, mượn tạm một đội lính ở đây nhỉ? Không được. Cái khó là chỉ có những quân đoàn đặc chủng nó mới mua quân thôi. Thành lập thêm một quân đoàn nữa, chúng ta sẽ mua vài cái đơn vị quân gọi là lính dự bị đi theo để bổ sung cho những quân đoàn chủ lực khi mà những quân đoàn đấy nó hết lính. Tiêu diệt thằng Avani đã. Mọi việc khác tính sau. Làm sao thuyết phục cái thằng này làm liều mình nhỉ? Be welcome, but may Athena strike us all dumb if we speak anything but truth in our deliberations. Tuyết vẫn dày rất dày, chúng ta không thể di chuyển là mất quân lắm. Qua cái mùa đông chết bầm đi nhá. Rồi. Khí hậu là dễ chịu hơn rồi.
I am honored to receive this embassy, and will listen with interest to all you have to say. À, tham chiến cùng với mày. Lấy điểm ngoại giao đó, mày ra. Your gold would be well spent by my people. Ui, thật nhỉ? But they would remember where it came from and be ashamed. Chắc phải từ từ. Rồi. Excellent. Tăng điểm ngoại giao từ từ đã. Quân đoàn này sẽ được cử ra đây. Nhất thiết phải có một thêm quân đoàn nữa đóng đây. Để tuyển quân. Rồi. Vừa để phòng thủ vừa để tuyển quân. Phía bắc của mình bây giờ lại ổn rồi, mình không phải sợ. Greetings, friend. We will... A man is judged by his friends. Thanh niên này đang chống đức rất mạnh mẽ. Kể ra mình mua quân chỗ đấy, mình giải quyết chiếm nốt cái vùng còn lại đấy, cái mỏ sắt đấy ổn đấy nhỉ. Sợ lực lượng mình nó không đủ. Dù gì thì dù cũng phải cho các quân đoàn đi cùng nhau, không được tách. Thôi xong rồi, một đồng minh của chúng ta đã bị hẹo. Đi sang đây là đất của mình chứ nhỉ? Ừ đúng rồi. Vẫn ổn. Up keep này. Rất là tốt. Nhưng mà kinh tế của mình bây giờ là không thể phát triển thêm được nữa rồi. Bây giờ là chúng ta phải duy trì ổn định thôi. Hoặc là mình xây các công trình gần mắc ấy. Để thêm quân nữa. À. Ai rồi. Trận này thì đúng là khô của máu rồi, gọi là khô máu. Thôi được. Nó có một cái mỏ sắt ở bên này thì nó mới có thể có lính này được. Có hy sinh thì chúng ta cũng có quân tiếp viện đến tới nơi rồi. Chúng ta chỉ có thể mua được cái đội lính của Amazon ở tại thành vùng thủ phủ thôi. Còn vùng này không mua được. Các cái vùng này không mua được. Biết thế nào được bây giờ.
Mình quyết định chiến tranh với thằng này hơi sớm. Không biết mấy thanh niên là thuộc trụ được trong bao lâu. Mình mua khá nhiều bọn quỷ đá nhỉ. Khá nhiều lính quỷ đá. Bọn này thì để xem chỗ nào có chiến tranh nó sẽ tới. Có thêm đội thuyền này nữa. Trời đất ơi, nó đông gấp 3 lần quân mình. Enemy reinforcements approaching. Rồi, nó vào từ hướng này cơ à? Không cho kiểm cho ngựa mình di chuyển rồi. Ôi giời. Ngựa mình hết đường chạy à? Amazons! Ready for battle! Ready! Get ready! Đông thế. Chỗ này nó không có các đơn vị lính đánh xa. Nó không có lính đánh xa. Mấy thanh niên này chắc không... Sao phải cho thằng này ra đây rồi? Enemy's hidden units. Warriors on me. Cho em này ra đây rồi. Get running! Warriors eager for blood! Warriors, move out! We have discovered the enemy's hidden units. Garlic Hunter. Một đội không tên đấy à. Đây rồi. Yeah. Ooh.
Thôi, tấn công ở đây. Warriors, move out! Amazons! Get moving! Scrappers, ready! Spear infantry, ready! Giải quyết nhanh từ thằng một ạ. Quá strong. Chưa ra. Warriors, ready. Missile warriors. Còn cái này êm rồi. Amazonian warriors. One of our units has used all its ammunition. Sư đoàn dự bị của chúng ta chuẩn bị. Lùi ra, chẳng chết. Amazons! Take their heads! Kiểu nó đâu ngon thì vào đây. Ôi, cổng này. Rắn nét luôn. What's wrong, mother? Sốc cho nó phát. One of our units has used all its ammunition. Được, chú thế nào? Giết tớ nó luôn. One of our units has used all its Our general is under attack. Thế thôi à? À rồi, ok, chúng ta tiếp. Họ đứng đây. Ta di chuyển tiếp quân ra. Quân thư viện nó vẫn tiếp tục vào mà. Ra quân đoàn nó không thể vào hết ngay được. One of our units has used all its ammunition. Da-da-da. Bọn chúng nó đang mất tinh thần rồi. Ra đây, ra đây. Đạo nào của nó mất tinh thần phát đạt luôn. Ra đây. Kill. Nặng quyết rồi. À, Warstorm nó đây rồi.
The enemy general is dead. Rồi. Có thư viện đây. Cái bên này là không có thư viện nữa. Còn quân nữa không cưng. Mày hả bưởi. Tục bảo đây. À, Steam Mister. Ồ, xong hết đám này rồi. Our units has used all its ammunition. Amazonian warriors! Units has used all its ammunition. We have discovered the enemy's hidden units. Họ được bao lâu? We have discovered the enemy's hidden units. Xem mày thọ được bao lâu? Amazon!
One of our units has used all its ammunition. Missiles ready! Ready for battle! They will bleed for us! Oh. Spear infantry at your command! One of our units has used all its ammunition. Chú thế nào? Thế thì thường thôi. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Thế quái nào mà mấy thằng tinh thần siêu thét rồi. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Binh rồi nhanh. Mấy thanh niên này chắc kiệt sức à. Ready for battle! Rồi, tưởng các chú thế nào? Ui dồi, ba quân đoàn của mình cũng được đấy. Mất bất kỳ một đơn vị quân nào. Tốt. Tướng này còn lên cấp. Tướng này còn lên cấp đấy chứ. Thank you.
chiếm luôn vùng này. Đây là cái vùng nhiệm vụ mình phải chiếm thì phải. Đúng rồi. Nên chúng ta sẽ không khôi phục. Đúng, nếu không nhầm. Quân đoàn anh hùng bây giờ. Rank 2 luôn. Bán tản quân này. À. Bây giờ đánh sao đây à? Đánh chiếm thủ phủ của nó xong thì phía bên này là cái gì nhỉ? Vẫn còn phe nào nữa vùng đất bên này nữa. Ủa nó chiếm hết bên này rồi cả. Nhiệm vụ mình là như hàng này. Vùng trên này à? Vùng này thì chưa, nhưng mà vùng này. Đây. Vùng này. Nếu ta phải chủ yếu mình đánh ở khu vực này. Còn đây thì chúng ta sẽ phòng thủ thôi. Rồi. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Và nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.